xịn hết. Mua vít này. Ở đây nhiều là bị thở rong rằn co. Đuốt. Đấy thì phải làm rồi. Này, chắc con này đi nó giặt không? Hơi giặt. Hơi giặt. Bạn em thay như anh mà. À. Cũng okay. 10 đỏ ấy. Như anh thay được anh trả nhé. Không đấy. Bãi dưới bãi kia toàn ở đây. Ừ. Nhìn mòn lắm rồi đúng không? Ừ, loại này nó khác. Loại này khác loại này. Loại này loại đỏ anh ạ. Xe dịch vụ thay làm gì mấy trăm. Ừ. Đúng không? Con kia mấy chục. Thay thế thôi hỏng lại này. Mẹ xe dịch vụ mẹ nó chết thôi. Ừ. Anh giữ lại con này về ông già em xem. À, ông già xin hỏi. Ok. Nhìn nó mòn hết rồi đúng không?